Xin chào các bạn nha Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể xem được Các bạn nhận biết được những cái người nạ đã vào xem cái tin story của các bạn Khi các bạn đăng tin story nha Thì bình thường các bạn vào cái nội dung tin của các bạn Thì nó sẽ chỉ hiển thị ra là những cái người bạn bè của các bạn Đây nha, mình sẽ vào kho lưu trữ tin của mình đây cho các bạn xem Thì đây, mình sẽ vào tin nha thì bình thường các bạn sẽ thấy là chỉ có danh sách bạn bè của các bạn là các bạn có thể nhìn thấy họ đã xem tin của các bạn thôi còn các bạn kéo xuống cuối cùng nó sẽ hiển thị là 45 người khác ở đây. Đây mình sẽ kéo cho các bạn xem. Nghĩa là nó sẽ thông báo này vì tin này ở chế độ công khai nên những cái người không phải bạn bè của các bạn họ có thể nhìn thấy và bạn không thể thay đổi được cái cài đặt tin bất cứ lúc nào nghĩa là nha Facebook nó sẽ không cho phép các bạn có thể là xem cụ thể được tất cả những cái người mà các bạn người nạ đã xem tin của các bạn nhưng mà có nhiều trường hợp có những cái video vẫn hướng dẫn các bạn để xem được bằng cách là các bạn nhờ một người nạ nhắn tin cho họ nhưng mà mình thấy là cái cách đó thì cũng sẽ rất chi là khó có thể xem được thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để có thể là xem tin xem những cái người lạ xem tin nhưng mà nó sẽ không cụ thể ở từng một tin một nha nó sẽ tổng hợp tất cả những cái người lạ đã từng xem tin của các bạn thôi chứ không phải là uh, cái người lạ trong cái danh sách uh, lãy mà 45 năm người đó trong cái tin đó mà các bạn có thể xem được thì các bạn có thể thực hiện theo video của mình để các bạn có thể xem được đây mình sẽ quay ra ngoài và mình thực hiện cho các bạn xem nha đây các bạn vào cái tài khoản facebook của các bạn như bình thường sau đó các bạn kích cho mình vào cái dấu ba gạch ở đây các bạn ấn vô đó các bạn kéo lên trên, các bạn à, tìm cho mình đến cái mục cài đặt và quyền riêng tư, các bạn ấn vào, đó ở đây các bạn chọn cho mình cài đặt nha, đó sau đó các bạn sẽ kích vào mục cài đặt và trang cá nhân, nếu bạn nào ở ngục bên ngoài nó có thì các bạn có thể chọn luôn ở đây mình sẽ phải kích vào mục cài đặt và trang cá nhân để mình vào trong, đó thì khi các bạn vào đây xong các bạn sẽ kéo lên trên các bạn kéo lên trên, các bạn sẽ tìm cho mình đến mục tin ở đây, kiểm soát cách chia sẻ và lưu trữ tin. Cài đặt tin thì các bạn sẽ kích vào mục cài đặt tin cho mình. Đó, các bạn kích vào đây thì nó sẽ có dòng đó là quyền riêng tư của tin các bạn ấn vào. Ở đây nha, nó sẽ thông báo là ai có thể xem tin của các bạn thì các bạn vẫn để nguyên cho mình nha. Các bạn sẽ kích cho mình vào cái mục tùy chỉnh ở đây, các bạn nhìn thấy chưa? Tùy chỉnh. Đó, ở đây nó sẽ thứ nhất nó sẽ hiển thị cho các bạn danh sách toàn bộ bạn bè của các bạn ở trong cái danh sách này đã xem tin của các bạn nó sẽ hiển thị ở đây nha. Thì bây giờ để các bạn có thể biết được cái danh sách mà người lạ đã từng xem tin của các bạn ở trên Facebook các bạn sẽ kéo sang cho mình. Đây nha, các bạn kéo sang nha, kéo sang bên phải cho mình. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là toàn bộ những cái người lạ không phải là bạn bè của các bạn nhưng mà họ đã xem tin của các bạn thì nó sẽ hiển thị ở đây nha nếu các bạn không tin thì các bạn có thể tìm được những cái tên bất kỳ ở đây nha à, để các bạn là tìm ở trên cái tài khoản Facebook của các bạn các bạn kiểm tra xem những cái người này hiện tại nha không phải là bạn bè của các bạn nha nhưng mà họ vẫn xem tin của các bạn được vì họ đã từng xem tin nên là nó sẽ hiển thị danh sách toàn bộ những cái người lạ xem tin ở đây nha nó không Uh, hiển thị là cụ thể là người này xem tin nào nhưng mà nó sẽ thông báo cho các bạn là tất cả những cái người này đã từng xem tin của các bạn ở trên cái mục story đó thôi đây ví dụ mình sẽ kiểm chứng cho các bạn bằng một người nha ví dụ <laughs> cái trường hợp đây nha thứ nhất uh, tên đây đi mình sẽ kéo xuống mình cho các bạn xem tên hạnh mỹ nha hạnh mỹ nha các bạn nhìn này avatar hạnh mỹ này mình sẽ vào mục uh, messenger cho các bạn xem đây mình sẽ vào mục messenger nha, mình sẽ tìm đúng cái tên uh, hạnh mỹ đó ra cho các bạn xem nha và mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem nó họ có phải là đây hạnh mỹ đây các bạn nhìn thấy chưa mình sẽ kích vào đó mình cũng đã nhắn tin với người này thôi nhưng mà mình sẽ vào trang cá nhân của họ đây mình sẽ vào xem trang cá nhân nha đó các bạn nhìn thấy chưa họ có gửi cho mình lời mời kết bạn nhưng mà mình chưa trả lời nha không chỉ riêng hạnh mỹ này còn rất nhiều người ở trong cái uh, danh sách mà mình vừa bảo các bạn xem tin đó thì họ đều không có trong cái danh sách bạn bè của các bạn không tin các bạn cứ kiểm tra và các bạn sẽ thấy thì uh, video này của mình mình chỉ hướng dẫn là các bạn toàn bộ những cái người xem tin của các bạn từ trước đến nay được thôi không cụ thể ở trong video được nên là các bạn thấy những cái trường hợp mà hướng dẫn các bạn những cái người lạ xem được tin của các bạn và các bạn xem được danh sách những cái người lạ đó ở cụ thể từng cái tin thì mình nghĩ là cái trường hợp ý nó sẽ không thể nào xem được nên là các bạn sẽ cân nhắc việc các bạn có thể là xem nha. Thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.